Chẳng còn bao lâu nữa là lại tới ngày của một nửa thế giới, ngày lễ phụ nữ thế giới mùng 8 tháng 3. Vậy các bạn đã chọn được cho mình chiếc Surface có màu sắc độc đáo nào để tặng cho những người phụ nữ của mình nhân dịp này hay chưa? Hãy cùng chúng mình gợi ý 5 máy Surface nhỏ gọn, màu sắc đẹp dành tặng cho các chị em nhân dịp mùng 8 tháng 3 tới đây nhé! Một, Surface Pro 9 màu xanh forest. Cuối năm 2022 vừa qua, Microsoft đã ra mắt Surface Pro 9 với những cải tiến chủ yếu về mặt hiệu năng và ít có các thay đổi khác biệt so với thế hệ Surface Pro 8 trước đó. Hãng đã hợp nhất dòng Surface Pro và Surface Pro X lại với nhau. Giờ đây Surface Pro X sẽ không còn nữa, thay vào đó là Surface Pro 9 5G. Máy vẫn sử dụng trái tim là bộ vi xử lý di động Microsoft SQ3 dựa trên Qualcomm Snapdragon 8 CX Gen 3. Surface Pro 9 chạy bản bộ vi xử lý Intel được nâng cấp lên thế hệ thứ 12 mới nhất hiện tại với hai tùy chọn bao gồm Core i5-1235U 10x12 luồng và Core i7-1255U 10x12 luồng. Cả hai phiên bản Surface Pro 9 đều sử dụng màn hình Pixel Sand Flow kích thước 13 inch với độ phân giải 2880x1920, tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh 267 ppi, tốc độ làm tươi biến thiên từ 60Hz lên 120Hz để tối ưu về thời lượng pin. So với Surface Pro 8, màn hình mới này có thêm hỗ trợ Dolby Vision IQ để mang lại trải nghiệm HDR tốt hơn và tính năng tự động quản lý chế độ màu sắc. Thay vì chỉ có hai màu đen và bạc như Surface Pro 8, Microsoft đã bổ sung những màu sắc độc đáo cho Surface Pro 9, đặc biệt là màu xanh forest mang lại hơi thở của những cánh rừng nhiệt đới. Màu sắc này rất độc đáo và hiếm khi xuất hiện trên các thiết bị laptop. Vậy nên nếu các bạn tặng người yêu mình chiếc Surface Pro 9 màu xanh forest, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích vì vẻ đẹp không đụng hàng của thiết bị này. 2. Surface Laptop 5 màu xanh shade. Cùng với Surface Pro 9, Microsoft đã cho ra mắt Surface Laptop 5 với cấu hình nâng cấp chủ yếu về cấu hình. Và cũng như đàn anh của mình, Surface Laptop 5 là một chiếc máy tính xách tay khá an toàn với thiết kế vỏ sò truyền thống. Thật đáng tiếc khi Microsoft đã chia tay AMD Ryzen và chỉ giữ lại vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 Alder Lake trên dòng Surface Laptop 5. Surface Laptop 5 được nâng cấp cấu hình rất giống Surface Pro 9 với bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 mới nhất hiện tại với hai tùy chọn bao gồm Core i5-1235U 10x12 luồng và Core i7-1255U 10x12 luồng. Phiên bản 13,5 inch sẽ sử dụng cả Core i5 lẫn Core i7, trong khi phiên bản 15 inch lớn hơn chỉ có lựa chọn duy nhất là Core i7. Cuối cùng thì Microsoft đã nâng cấp cổng USB Type-C của dòng Surface Laptop với việc hỗ trợ Thunderbolt 4 và USB 4. Điều này giúp máy có khả năng mở rộng thiết bị ngoại vi đa dạng hơn và có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn đáng kể. Tương tự như Surface Pro 9, bản 13,5 inch của thiết bị này cũng được bổ sung màu xanh shade vô cùng đặc trưng, trong khi đó phiên bản 15 inch chỉ có hai màu là Platinum và Matte Black. Màu xanh shade hơi khác biệt một chút so với màu xanh forest, nhưng chúng đều là những màu sắc vô cùng bắt mắt và độc đáo. Bạn gái của bạn chắc chắn sẽ ưng Surface Laptop 5 màu xanh shade đó. 3. Surface Laptop Go 2 màu xanh shade. Đây là thiết bị đã làm mưa làm gió trong nửa đầu năm 2022 của nhà Microsoft. Surface Laptop Go 2 là bản nâng cấp cấu hình của thế hệ Surface Laptop Go trước đó. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-1135G7 mạnh mẽ, 4-8GB và tối đa 256GB SSD. Cấu hình này chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu làm việc của nhiều người dùng. Surface Laptop Go 2 có thiết kế gập vỏ sò truyền thống với mặt A làm bằng kim nhôm. Nó phù hợp với các bạn trẻ thích sự đơn giản, không cầu kỳ. Máy lại rất nhẹ, chỉ có 1,1kg. Nên vô cùng tiện lợi để người thân của bạn mang theo khi di chuyển, lúc đi học hoặc đi làm. Mức giá của Surface Laptop Go 2 cũng rất dễ chịu và tiếp cận được nhiều người dùng hơn so với những dòng cao cấp như Surface Laptop 4, trong khi cấu hình cơ bản lại tương đương nhau với cùng Core i5 thế hệ thứ 11. Và phải nói lại với các bạn là Surface Laptop Go 2 mới là thiết bị đầu tiên của Microsoft có màu xanh shade chứ không phải là Laptop 5. Nếu bạn chưa có ví tiền rủng rỉnh lắm mà vẫn muốn tặng bạn gái một chiếc laptop với màu sắc độc đáo và bắt mắt, Surface Laptop Go 2 sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý. 4. Surface Laptop 4 màu vàng Sandstone. Nếu bạn vẫn muốn một thiết bị cao cấp hơn Surface Laptop Go 2 mà giá cả vẫn hợp lý thì hãy tìm đến Surface Laptop 4, cụ thể là bản màu vàng Sandstone. Tuy đã ra mắt một thời gian nhưng đây vẫn là một thiết bị laptop truyền thống được đánh giá cao của Microsoft cho tới thời điểm này. Máy có hai phiên bản màn hình thước 13,5 inch và 15 inch, nhưng chỉ phiên bản 13,5 inch là có màu vàng Sandstone. Mật độ điểm ảnh của máy không cao lắm, chỉ 201 ppi, nhưng nhờ tấm nền công nghệ Pixel Sand của Microsoft mà chất lượng hiển thị của máy vẫn cực kỳ tốt. Kích thước cùng độ phân giải này vô cùng phù hợp với các đối tượng làm văn phòng cần một chiếc máy tính nhỏ gọn nhưng màn hình vẫn phải ngon, phải xịn. Điểm duy nhất còn hạn chế đó là viền màn hình của máy khá dày cả ở bốn cạnh. Bàn phím của Surface Laptop 4 vẫn tốt và gõ vẫn sướng như những thế hệ Surface Laptop từ trước đến nay. Tuy mỏng nhẹ và ấn tượng như vậy nhưng cảm giác gõ phím vẫn rất tuyệt vời, hành trình ổn, gõ có cảm giác rất thích tay. Cấu hình của máy với phiên bản chạy AMD Ryzen 4
hay Intel Core i thế hệ 11 đều cho hiệu năng rất ấn tượng và đảm bảo xử lý chân chu mọi tác vụ văn phòng hiện tại và cả tương lai nhiều năm tới. Thậm chí, nhiều người dùng còn thích laptop 4 phiên bản AMD Ryzen hơn là Core i thế hệ 12 trên Surface Laptop 5 vì thời lượng sử dụng pin thực tế rất ấn tượng, trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý được trơn tru các công việc. 5. Surface Pro 8 màu bạc Platinum. Surface Pro 8 chính là thiết bị Surface Pro ấn tượng nhất của nhà Microsoft trong thời gian gần đây. Tuy rằng màu bạc Platinum của thiết bị không phải là màu sắc độc đáo, thế nhưng đây lại là màu sắc rất sang trọng, phù hợp với những bạn nữ thích sự đơn giản và không cầu kỳ. Máy có thiết kế đa dụng duy trì từ các thế hệ tiền nhiệm nhưng được nâng lên tầm cao mới nhờ màn hình rất thời thượng. Nhờ việc thu gọn viền màn hình mà máy sở hữu màn hình lớn hơn 13 inch so với 12,3 inch trên các thế hệ tiền nhiệm, trong khi vẫn có cùng kích thước dài rộng. Viền mỏng cũng giúp cảm quan khi sử dụng máy được cao cấp hơn hẳn. Không chỉ có viền mỏng mà màn hình máy còn có tần số quét lên tới 120Hz, giúp các thao tác, các hình ảnh chuyển động trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Hiệu năng của máy cũng rất khủng với vì xử lý Intel Core i thế hệ 11 vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn có thể làm được mọi điều, kể cả những tác vụ nặng như Photoshop hay thậm chí là render video ở mức độ tương đối. Hiện nay mức giá của Surface Pro 8 đã hạ nhiệt nhẹ sau khi Surface Pro 9 ra mắt. Chính vì thế mức giá của máy hiện nay thực sự là quá hời và vô cùng thân thiện với ví tiền của người tiêu dùng. Trên đây là 5 gợi ý máy Surface nhỏ gọn, màu sắc đẹp dành tặng cho các chị em nhân dịp mùng 8 tháng 3 tới đây. Bạn cảm thấy thiết bị nào và màu sắc nào sẽ phù hợp với bạn gái mình nhất? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.